Và nếu anh chị nhớ thì con đường này là chuyên về bán xe gắn máy, bán rất là nhiều. Ngày xưa mà Sunny kể một kỷ niệm là bây giờ cũng đóng cửa là anh chị. Và ở dưới thì chẳng người ta cho thuê. Đây, chúng ta sẽ nhìn lại. Con đường có lá mà bay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Khi đi con đường này thì có những một số bài hát mà Sunny cảm thấy nó có một cái gì đó nó truyền cảm hứng anh chị. Đẹp quá. Một con đường rất đẹp. Em đi rồi còn ai tình từ. Xuyên qua hàng cây me một cách rất là nên thơ thì chúng ta thấy một cái công trình kiến trúc Dinh Gia Long. Và những cái bờ rào đó, căn nhà đó, những cái gọng sắt nó vẫn mãi mãi với thời gian. Xin Y muốn lưu lại và mời anh chị đi chơi. Đi theo con đường Katina tự do này để về bến Bạch Đằng. Và Xin Y cũng chân thành cảm ơn anh chị. Good morning anh chị và các bạn. Hôm nay thì Xin Y mời anh chị đi với cung đường. Có thể đây là một con đường có rất là nhiều kỷ niệm với anh chị ở khu vực quận nhất. Trước mặt của anh chị đó là bức tượng Phù Động Thiên Vương Bùng Binh. Và đối với bức tượng Phù Động Thiên Vương Bùng Binh này thì anh chị có một số con đường thân quen. Nếu mà chúng ta vòng qua bức tượng Phù Động Thiên Vương thì chúng ta có con đường Cách Mạng Tháng 8 xưa kia là Lê Văn Duyệt để chúng ta về ngã 6 Dân Chủ và về hướng Ông Tạ, một con đường rất là dài anh chị. Và check qua mé bên tay trái thì chúng ta có một cái nhánh đường Lê Thị Riêng và đó là đường Bùi Thị Xuân để chúng ta về trường Bùi Thị Xuân, trường Nguyễn Bá Tòng năm xưa. Và đây là con đường Nguyễn Trãi để về nhà thờ Nguyễn Sĩ và chợ Thái Bình, con đường Võ Tánh năm xưa. Và hôm nay thì Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta lang thang với con đường Gia Long, nay là con đường Lý Tự Trọng, để chúng ta nhìn lại những cái cảnh vật, cảnh mua bán, cuộc sống về tấp nập của nhộn nhịp của Sài Gòn ngày hôm nay. Và đây là con đường Nguyễn Thái Học, bây giờ mình qua đường nha anh chị ha, trong quá trình đi thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. Nguyễn Thái Học để về chợ Cầu Muối. Và đây là con đường Phạm Hồng Thái để về cái ngôi chợ Bến Thành, một biểu tượng của Sài Gòn. Đây là khách sạn New World. Cảnh vật xung quanh để anh chị hình dung trong quá trình đợi xe đèn xanh đèn đỏ để qua đường anh chị. Chúng ta sẽ nhìn lại những cảnh vật cái góc phố này. Bây giờ thì bản hiệu Ba Nô quảng cáo rất là nhiều. Nó còn trước khi mà đi cái này thì Sunny có tham khảo một số hình ảnh ở cái Bùng Binh ngày xưa anh chị. Nó có những cái mà nhà ngói đỏ nhưng mà bây giờ thì nó cũng thay đổi, Ba Nô quảng cáo rất là nhiều trong cái khu vực này. Trước mặt chúng ta đó là con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt ha. Chúng ta nhìn lại. Và đây là con đường Võ Tánh Nguyễn Trãi để về chợ Thái Bình. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha, đi con đường Gia Long, con đường Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng chứ, ngày hôm nay. Và nếu anh chị nhớ thì con đường này là chuyên về bán xe gắn máy, bán rất là nhiều. Ngày xưa mà Sinh Y kể một kỷ niệm, lúc mà lên đi học thì đạp xe đạp đi qua cái khu này, nhìn những chiếc xe cúp 81, kim vàng giọt lệ, đê đỏ, những chiếc rim, tem lửa, nhìn thật coi như là chạy nước miếng hốt không kịp, tự nhiên tuyến nước miếng nó tiết ra, theo tiếng Bắc là thèm nhỏ dãi, và
chúng ta sẽ đi lang thang trên con đường này để ôn lại kỷ niệm, và đặc biệt con đường này chúng ta sẽ thăm lại thư viện quốc gia Dinh Gia Long, công viên, một cái công viên ngay chỗ đối diện lại tòa án Sài Gòn năm xưa. Vẫn thế anh chị, mình nhìn thấy vẫn cụm nhà xưa cũ, vẫn bán xe gắn máy. Ở đây có một cái rạp Long Phụng. Để đi tới đó thì xin y sẽ chia sẻ với anh chị. Tất nhiên khu vực này là trở thành khu vực trung tâm, nó gần lại phố Tây Bùi Viện nên chính như vậy khách sạn mọc lên rất là nhiều. Con đường này là con đường nhỏ để chúng ta đi qua bên hướng Nguyễn Du. Xa xa thì chúng ta thấy một cái rạp hát năm xưa đó anh chị. Con đường này là con đường xưa cũ mà Sunny lần đầu tiên thực hiện. Đây. Với con đường này thì chúng ta sẽ đi ra con đường Nguyễn Du, rợp bóng Hàng Me. Và đặc biệt đối với con đường này thì mình không biết như thế nào, khu trung tâm là Hàng Me rất nhiều, con đường có lá me bay chiều chiều ta về, lại cầm tay nhau về. Nhớ đến những cái mối tình đầu thơ ngây của tuổi học trò khi mà anh chị đã đi ngang con đường này. Đây, rạp hát anh chị. Những cái cửa lá sách tất nhiên là nó được đề co, những cái khung sắt để làm cái pano quảng cáo như nó bị bung ra rồi, nó lồi ra những cái cửa sổ lá sách năm xưa. Bây giờ thì trở thành nhà hát nghệ thuật hát bôi. Và bây giờ cũng đóng cửa là anh chị. Và ở dưới thì cho người ta cho thuê. Đây, chúng ta sẽ nhìn lại. Và không quên thì chúng ta sẽ xem lại những cái khúc đường chúng ta đi qua. Đây, đó, lìa lên. Có thể thì cái khu phố này nó sẽ biến đổi với thời gian. Những căn nhà mới mọc ra. Con đường ngày xưa, khi mà đi con đường này thì vắng lắm anh chị. Khi mà Sunny đạp xe đạp đi học thì lâu lâu thấy một chiếc xe gắn máy. Rồi lâu lâu thấy một chiếc xe lam. Rồi banh bạch 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 của một chiếc xích lô máy chạy qua. Nhưng mà bây giờ thì con đường này trở thành một cái khu vực trung tâm khá nhộn nhịp với nhiều khách sạn, building mọc ra. Những cái food court. Nơi mở ra một số dịch vụ như là quần áo, thời trang, quán bar, coffee shop, CVS, cửa hàng tiện lợi. Và tới góc này thì chúng ta có một con đường Trương Định. Trương Định má phải thì chúng ta sẽ về chợ Bến Thành. Chỉ cần đi chút xíu thôi, chúng ta về chợ Bến Thành rồi. Và men theo con đường Trương Định này, chúng ta xuyên qua một công viên rất đẹp và nổi tiếng ở Sài Gòn xưa và nay, đó là công viên Tao Đàn, để chúng ta chạy về hướng Kỳ Đồng. Rồi chúng ta qua đường. Udon, mì udon của Nhật. Ở trên đây thì nếu mà anh chị về Sài Gòn chơi thì có thể là chọn một cái khách sạn nào đó ở trên con đường này. Có rất là nhiều dịch vụ như là thời trang, food court, cà phê shop, quán bar,
và hệ thống khách sạn rất là nhiều trên dãy con đường này. Và ở đây thì chúng ta có thể đi tham quan phố Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Bùi Viện, phố Tây Bùi Viện. Nó cũng rất là thuận tiện. Nè, như căn nhà mà anh chị thấy có những cái mảng gam màu vàng, đỏ, xanh đó. Thì đối với những cái căn nhà như thế này, dạ không ạ. À, đối với những căn nhà như thế này á, thì cái mặt tiền họ làm những pano quảng cáo thì lúc đó chúng ta không thể nào nhìn lại những cảnh vật xưa. Pano quảng cáo khắp nơi. Con đường này thì rất là mát. Hệ thống khách sạn mọc ra. Đây, Cico K. Khách sạn, salon, spa, massage, vân vân. Nhiều lắm. Đó, thì đây là một cái video clip để cập nhật hình ảnh của con đường Gia Long để anh chị nhìn ngó. Và tới khu vực này thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện con đường Hàng Me. Khi mà nhắc đến con đường Hàng Me thì Sunny có một số câu của bài hát. Con đường có lá mà bay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Và rất là thơ mộng khi mà chúng ta có những cơn gió thoảng qua thì những chiếc lá mai bay rơi rớt trên mái tóc của nàng. Rất là nên thơ và đẹp anh chị. Những khối nhà xưa đó anh chị. Ngày ấy. Và đến đây thì chúng ta băng qua một con đường. Con đường này tên gì? Nhìn trước mặt chúng ta trước hết là chúng ta sẽ nhìn cái khối nhà anh chị ha. Ở đây là building đầy. Và cái hướng bên phải này chúng ta đó, cửa Bắc chợ Bến Thành. Thủ Khoa Huân, con đường Thủ Khoa Huân. Sunny thì đi rất là nhiều, cứ đi gắn máy nhiều lúc mình không để ý anh gì, cứ quên hoài. Red Door, Coffee, Beer, Food. Và dưới có một cái CVS, cửa hàng tiện lợi. Chúng ta nhìn lại ha. Trời ơi, không ngờ ha, một ngày nào đó thì anh chị đi con phố này thì vắng vẻ. Và chúng ta đi tới cái góc con đường Tự Do Katina đó, bây giờ là con đường Đồng Khởi đó, thì chúng ta thấy có cái chỗ không biết như thế nào, cái chỗ đó nó hình thành một cái đồi và có quán cà phê ngày xưa ở công viên, bây giờ nó cũng không còn nữa. Đi con đường này nó thơ mộng, nó đẹp lắm. Và khi mà đi con đường này thì chúng ta sẽ nhìn lại những cái công trình kiến trúc, có thể nói là đó là minh chứng của lịch sử Sài Gòn xưa và nay. Đó là dinh Gia Long. Rồi một căn nhà nữa đó là tòa án Sài Gòn. Và một công trình có thể là nói một số anh chị ngày xưa cũng đã từng vào đó đọc sách, đó là Thư viện Sài Gòn. Nó thay đổi rất nhiều quá. Đây là tập trung vào con đường Hàng Me quyến rũ.
đến cái khúc đường này thì chúng ta sẽ ngừng lại để xin y cũng muốn chia sẻ một vài điều gửi tới anh chị. Đây là con đường Nguyễn Trung Trực, thì không biết ngày xưa nó tên gì. Mé bên đây thì chúng ta sẽ về con đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn. Xin lỗi anh chị. Mé bên đây thì chúng ta sẽ về con đường Lê Thánh Tôn, và từ Lê Thánh Tôn chúng ta xuôi mé phải thì chúng ta về chợ Bình Thạnh. Xa xa kia đó là khuôn viên của thư viện. Còn cái hướng này chúng ta về huyện Du, và trên con đường này thì chúng ta có một số cái quán như là Sài Gòn xưa và nay, quán bia lề đường thôi, có những cái món rất là hay, và chúng ta có thể buổi chiều nhâm nhi một chai bia và một tí màu gì đó để chúng ta ngắm lại cái nhịp trôi trôi của Sài Gòn, nhịp tâm của Sài Gòn trôi trôi. Và xa xa thì chúng ta có cái khuôn viên một căn nhà Pháp rất là cổ kính của tòa án thành phố, tòa án Sài Gòn. Chúng ta đi tiếp nha. Khi đi qua đường đối với Sài Gòn thì xin đi, tất nhiên là cái hướng camera thì anh chị không thấy, nhưng mà giống như con rối nước vậy, tai quơ, miệng thì mỉm cười, đầu thì gật đầu chào lia lịa để chúng ta xin qua đường. Và đến khúc này thì chúng ta cảm thấy có một cái gì đó nó bình yên tĩnh lặng. Khi đi con đường này thì có những một số bài hát mà Sunny cảm thấy nó có một cái gì đó nó truyền cảm hứng anh chị. Đẹp quá, một con đường rất đẹp. Em đi rồi còn ai tình từ, đêm đầy trời tiếc nhớ thương ai, phúc thiên ai. Mười ngón tay thiên thần đó. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái công trình thật là cổ kính và rất là uy nghi của tòa án Sài Gòn một cách rất là rõ nét qua cái khung hình của Sunny gửi tới anh chị và các bạn. Và khi đi con đường này cảm thấy rất là thích, chúng ta nhìn lại những cảnh vật xưa, nhìn hàng cây me. Tại khu vực thư viện, hôm nay thì không biết như thế nào thì thư viện đóng cửa, nhưng mà đối với thư viện Sài Gòn Vinh Gia Long thì Sunny sẽ dành những cái clip đặc biệt để gửi tới anh chị. Khi mà quay những cái cảnh thư viện và Vinh Gia Long thì chúng ta theo Sunny nghĩ thôi, không nên sơ sài, tại vì đó là một cái nơi kỷ niệm đối với anh chị, thì Sunny rất là trân trọng với cái kỷ niệm anh chị đó, và rất là vui anh chị đã đến với kênh Sunny. Mặc dù là kênh rất yếu nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có những cái lời động viên khích lệ. Để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ đăng ký kênh và có thể là giới thiệu cho mọi người để biết kênh Sunny nhiều hơn. Và đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xưa kia đó là con đường Công Lý anh chị. Và cái hướng ngược chiều này chúng ta sẽ về Dinh Độc Lập. Cái khúc này thì có thể là anh chị rất là nhớ thì Sunny cũng là những bước chân của anh chị thôi, để chúng ta nhìn ngó lại. Và theo con đường Công Lý này thì chúng ta xuôi về con đường Hàm Nghi, Lê Lợi. Và chúng ta nhìn lại con đường chúng ta đi ngang, đó là thư viện, khu thư viện Sài Gòn. Và trước mặt chúng ta đó là
viện bảo tàng Sài Gòn. Xưa kia có một số tên gọi là Dinh Gia Long, rồi Phủ Thủ Tướng, rồi Dinh Toàn Quyền. Nó rất là nhiều, nhiều cái tên, nhưng mà thường thường thì người ta gọi là Dinh Gia Long, hoặc là bây giờ là Viện Bảo Tàng. Đối với Dinh Gia Long thì nó được gọi và được đặt tên bởi vua Bảo Đại năm 1954 anh chị. Và căn nhà này được xây vào năm 1885. Nó có mang một dáng dấp kiến trúc Á Âu, và ở trên những cái mái nó có những cái mảng điêu khắc, cái họa tiết theo phong cách La Mã cổ đại, rất là uy nghi, rất là đẹp. Theo một số tài liệu đó thì ngày xưa ông Diệm, sau khi Dinh Độc Lập bị thả bom thì ông Diệm có dời về đây, và nghe nói có một cái căn hầm bí mật ở trong Dinh Gia Long này, rất là đẹp. Và nơi đây cũng rất là thích hợp để cho các cô dâu chú rể hoặc là anh chị lưu lại những bức hình kỷ niệm đẹp lắm, khi mà vào trong đó làm dáng làm duyên. Thì Cindy sẽ gửi cho anh chị về cái Dinh Gia Long này sau nha. Đối với những cái công trình này thì Cindy không dám hời hợt đó, mình phải nghiên cứu thật kỹ. Lề đường lang thang thì mình có thể nói sao cũng được, nhưng mà những cái địa điểm này thì mình rất là trân trọng. Nó là minh chứng của thời gian, lịch sử Sài Gòn xưa và nay, nên mình phải trân trọng gìn giữ nó. Và chúng ta không thể quên cây da, cây da cả trăm năm của Sài Gòn. Và Cindy sẽ tìm cách sẽ qua công viên này. Xin lỗi anh chị, đi hút rồi, đằng kia thì có cái lối đi, còn đi ngang đây thì không được, người ta trồng hoa trồng bông thì mình không đi được. Chúng ta đi ngược lại, mình coi đây là giống như là một cái buổi lang thang đi chơi với Cindy thôi. Anh chị có thể là ngồi uống nước, pha một ly cocktail nào đó, hoặc là các anh uống một cái chai bia, nhấm nháp một tí mồi, và đi chơi với Cindy, coi cái cảnh ngày hôm nay nó như thế nào. Sài Gòn rất là nhiều nơi để ôn lại kỷ niệm đối với anh chị. Chúng ta sẽ qua đường nha, để thăm lại cái da. Cây da này thì không quay thì rất là uổng. Rồi, chúng ta sẽ vào cái khuôn viên. Đó. Cây da này minh chứng với thời gian anh chị ha. Đối với cây da này thì nó có những địa điểm mà nó gợi nhớ biết bao kỷ niệm anh chị. Đó là ngôi chợ Thái Bình, cây da Thằng Ngội. Ở quận 6 thì có chợ cây da Xà, và chợ Nhật Tảo thì chợ cây da Bà Bầu. Nhìn những cái rễ cây xù xì theo năm tháng. Rồi. Và hy vọng rằng với cây da trăm tuổi này đã ôn lại kỷ niệm những ngày tháng anh chị có mặt ở Sài Gòn, hoặc là chúng ta đang ở Sài Gòn mà chúng ta đã từng đi ngang, chúng ta đã từng nhìn nó. Và nói một cách khác hơn là
cái da này nó nhìn một cách rất là âu yếm chiều mến chúng ta vậy cho nó vui. Dạ. Những cái gốc rễ xù xì nó trở thành một cái bụi, một cái dây leo. Tất nhiên thì có, mình thấy một cái số dấu vết thì cũng có chặt để tiện cành chứ nó không có ra rậm rạp. Cái da này chắc mãi mãi với thời gian. Một minh chứng, nó trải qua rất bao nhiêu biến cố của miền Nam Việt Nam. Cây da trăm năm. Rồi thôi, một tí phiêu bồng chút xíu và chúng ta lại lang thang tiếp anh chị ha. Xuyên qua hàng cây me một cách rất là nên thơ thì chúng ta thấy một cái công trình kiến trúc Dinh Gia Long. Hẹn anh chị trong những cái clip sau nha. Tại bên trong nó có những cái vật trang trí viện bảo tàng và nó đánh dấu một cái gì đó xưa và nay của Sài Gòn, nên chính vậy Cindy sẽ làm một cái clip trọn vẹn trong cái khu vực Dinh Gia Long này gửi anh chị sau. Rồi chúng ta đi nha anh chị. Đối với công viên ngày hôm nay thì anh chị thấy nó cũng rất là sạch sẽ, thoáng mát. Và nơi đây thì một nơi tập thể dục buổi sáng rất là thích hợp đi bộ tập thể dục, hoặc là chúng ta ngồi dưới những cái cây sứ bóng mát của cây sứ để chúng ta đọc một cái quyển sách về Sài Gòn xưa và nay, hoặc là đọc những cái quyển truyện mà chúng ta thích. Và đây thì có hai anh Tây đang tập một cái gì đó, một cái môn thể dục gì đó. Hip hop. Nhìn cảnh vật này thì cảm thấy nó thanh bình, quá thanh bình. Chúng ta đi. Và trước mặt anh chị đó là con đường Buster. Con đường Buster này nếu kéo dài thì chúng ta về chợ Tân Định. Cái nhà gốm Việt này mấy bữa mình thấy đang xây sửa, hiện tại là chưa xong. Nó có một cái nhà vệ sinh anh thấy chị. Công viên bây giờ thì có nhà một vệ sinh rất là sạch đẹp. Đây là con đường Buster và chúng ta nhìn lại cái tổng quát về công viên anh chị ha. Chúng ta hãy nhắm mắt lại tưởng tượng, chúng ta hãy đã từng đi qua con đường Gia Long này với cái hàng me thì chúng ta có một cái suy nghĩ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tuy thời gian nó có những cái biến đổi nhưng mà Sài Gòn vẫn vậy, nó vẫn mang dáng dấp một cái đô thị. Những công trình kiến trúc cổ đại, những căn nhà, tất nhiên nó cũng có gãy vụn với thời gian nhưng mà nó vẫn còn đó. Thì đặt cương vị Sydney thì Sydney muốn lưu lại thôi, lưu lại có thể là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau thì chúng ta có thể có một cái phép so sánh, sẽ nhìn nhận lại để rút kinh nghiệm. Ngày xưa thì không có video, chỉ có những hình ảnh xưa cũ thôi. Bây giờ thì mình có video, mình lưu trữ trong một cái kênh YouTube Sydney, Sydney Đọt, để có thể là anh chị so sánh, hoặc là các em sau khi lớn lên thì có một người nào đó lang thang với Sydney, họ tham khảo cái kênh của Sydney và họ quay lại cùng tiếp bước với Sydney để nhìn lại đường phố Sài Gòn. Và quay lại trở lại hiện tại thì Sunny đang đi chơi với anh chị và các bạn. Và Sunny cũng muốn kết thúc cái clip này ở đây.
xa xa thì con nó có một con đường Katina, Katina tự do, bây giờ là Đồng Khởi, và trước mặt chúng ta có một ngã tư Pasteur. Thôi, để cho nó trọn vẹn thì Sunny sẽ đi tới con đường Katina luôn anh chị ha. Ngày xưa nó có quán cà phê Bách Tùng Diệp, nó có một cái quả đồi ngay chỗ đó, có ti sở giáo dục ngày xưa, thì bây giờ này nó có nhiều thay đổi lắm lắm. Đây dòng xe đường lang thang anh chị ha, mới bên công viên kia nhảy qua bên đây, tại cái dòng xe tấp nập quá, Sunny phải tắt camera và chúng ta xác định lại con đường Gia Long phía trước mặt, mé trái chúng ta đó là Dinh Gia Long. Chúng ta cùng nhau đi nha, và con đường Pasteur, và Sunny sẽ còn một cái đoạn ngắn thôi, chúng ta sẽ stop cái clip này tại con đường Katina tự do Đồng Khởi. Ba cái tên của ba thời kỳ anh chị ha, Katina, tự do và Đồng Khởi. Con đường Gia Long này đi rất là thích anh chị, nó vẫn còn mang dáng dấp những căn nhà xưa cũ. Tất nhiên là một số hộ kinh doanh họ sẽ tận dụng những cái nét cổ kính đó, họ kinh doanh như là những cái quán ăn, coffee shop, rồi những cái thời trang mang cái nét thủ công mỹ nghệ rất là đẹp. Nó hơi xưa xưa cổ cổ, quán ăn coffee shop hoặc là những cái thời gian cũng vậy, nó hơi có một tí gì đó cổ điển, nó đúng là cái phong cách của cái lịch sử tòa nhà xưa cũ mang lại, và những cái bờ rào đó, căn nhà đó, những cái gọng sắt nó vẫn mãi mãi với thời gian. Sunny muốn lưu lại và mời anh chị đi chơi. Clip này nó cũng hơi dài anh chị ha, nó cũng hơi tản mạn, nhưng mà thôi, tấm chân tình của Sunny được gửi tới anh chị và các bạn đấy. Và xa xa chúng ta đã thấy ngã tư rồi đó. Và Sunny cũng rất là vui mời anh chị lang thang ngay chỗ cái bức tượng Phụ Động Thiên Vương, đi dài con đường Gia Long để ngắm lại con đường năm xưa có kỷ niệm đối với anh chị, hoặc là những anh chị lâu quá không đi con đường này, có thể là dựa vào video clip này mình nhìn ngó lại. Mé trái thì chúng ta theo con đường Katina này về với nhà thờ Đức Bà, một công trình cổ kính của Sài Gòn, building vẫn còn đó. Và đây là có một cái công viên dọc theo con đường Katina tự do Đồng Khởi ngày hôm nay, để chúng ta thấy một cái mo Wincom Center đó, ở dưới là có cái mo, phía hầm thì có những cái food court, và trên có những văn phòng cho thuê, những căn hộ cao cấp. Và Sunny cũng muốn stop cái clip này ở đây, hy vọng rằng công viên này anh chị sẽ nhớ, nó có một cái quả đồi, có một cái quán cà phê Bách Tùng Diệp, và hy vọng cô chú sẽ nhìn lại cái địa điểm này, nhớ lại khi xưa mà chúng ta vào công viên này, chúng ta uống cà phê, và chúng ta sẽ xuôi theo con đường Katina tự do này để về bến Bạch Đằng. Và Sunny cũng chân thành cảm ơn anh chị đã follow Sunny với cung đường thực dạc, để chúng ta nhìn lại những cảnh vật của Sài Gòn xưa và nay, để anh chị hình dung nó như thế nào. Rồi, bye bye. Nhưng đây cũng kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Bye bye.